Hôm nay mình sẽ làm món chả lụa ớt xiêm xanh. Nguyên liệu gồm có nửa ký giò sống nè, 200g da heo, hành băm, tỏi băm và ớt xiêm xanh nha. Bây giờ da heo này là mình đã luộc chín rồi, nên bây giờ mình chỉ cắt da heo thôi. Mình cắt một cái khoanh như vậy là khoảng bề dày của nó khoảng 1 cm nha. Mình đừng có cắt nó mỏng quá. Đây là 200g da heo của mình. Bây giờ mình sẽ ướp da heo nha. Mình cho da heo vào một cái tô và mình cho hành băm vào. Mình sẽ nêm nếm cái phần da heo nha. Mình sẽ cho một muỗng bột nêm nè, một muỗng đường nè, một muỗng tiêu nè. Và mình trộn các nguyên liệu lên. Mình chỉ ướp trong cái phần da heo thôi, còn phần giò sống thì mình sẽ không ướp gì hết nha các bạn. Đây mình sẽ cho nửa ký giò sống vô nha. Tiếp theo là mình sẽ cho cái phần tỏi băm vô. Và cuối cùng là ớt xiêm xanh. Cái công đoạn này là mình không thể dùng muỗng được rồi, phải dùng tay để nhồi thôi nha các bạn. Cái phần mà hỗn hợp giò sống với da heo này nè, mình sẽ chia làm 4 cục nha. Mình sẽ nhồi làm thành 4 cục giò như vậy. Mình sẽ chia làm 4 phần. Đây mình dùng cái bọc ni lông này nè để mình định hình cái chả ớt xiêm xanh của mình nha. Mình định hình nó trước rồi lát nữa mình sẽ bọc vô cái lá chuối sau. Với đại nha, cứ quấn tròn rồi bột đầu bột đít là xong, chứ không có biết quấn dây thiệt luôn á, nào giờ không có biết gói nên chỉ làm theo bản năng thôi. Đây xong rồi vậy đó, cứ quấn tròn lại rồi bột đầu bột đít vậy là xong. Tôi đã quấn được 4 đầu như vậy. Bây giờ mình sẽ đem hấp nha. Mình sẽ hấp trong vòng 60 phút nha các bạn. Để cho nó ăn chắc ăn á. Đây sau 60 phút. Wow. Sau 60 phút thì chắc chắn là chả của mình đã chín rồi nha. Bây giờ thì mình đã mở ra xem thử nha. Này lúc này nó còn nóng hổi luôn á. Chín chưa nha.
cũng hấp dẫn lắm nha.